đặt gối quỳ tâu đông con đặt gối quỳ tâu tiếng đất đông hai người thời hiền linh thật xa hồi hồi hải đường hoàng thiên bóng tôi đệ nhất thật mà thân là đất đi ở trong ngoài thật xa hồi cúc đi đại hoàng tấu vương tô tên gọi ân đại hoa an ôi chính vì đảm đang trong chiều tình xa mơ hồi cúc trong da của suốt ngất tờ mơ chiếc thoi cốm bé lững lờ bên đông đông thành xa hồi cúc lập chính hướng đông ngôi đền thờ tổ lập chính hướng đông đông đền thờ trốn xuống còn sông sông lục lục đầu thành xa hồi cúc ta bị chú mường dâm văn văn ma mời thiên chúa đệ nhất trên tây thiên ưng đông chàng năm càng nhiều hoa, chú già đốt
trăng đã sáng soi bên đồi đẹp làm sao. Theo nhịp sông chân bước đi người đầy hoa, bước theo nhịp sông chân đường đường ngàn đôi hoa. Lòng tay sức mây tan xa, bốn thân hồi hộp đè đã tan mây, tan cho tiền tốt lửa xây. Ba tiết sang hè thu rồi đông tới mây.